Và tôi là mục sư Nguyễn Hiền, hôm nay được hân hạnh để đi hợp chương trình hôm nay. Trong cuộc sống của chúng ta thì không ai muốn bị người khác tham lam của mình. Và ai cũng rất là ghét cái tội tham lam. Nhưng mà trên thực tế đó thì chúng ta thấy rằng tham lam nó đầy dẫy trên cuộc sống của chúng ta và trong rất nhiều lĩnh vực. Như vậy thì mỗi tôn giáo có cái nhìn như thế nào và chúng ta cũng có thể có cái định nghĩa thế nào về tham lam, để qua đó chúng ta có thể trao đổi về cái đề tài này và mọi người cũng có thể tìm ra được những cái câu trả lời hôm nay. Thì xin kính mời cư sĩ sẽ cho ý kiến. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta trước tự chữ tham thì đó là một cái hành động mà nó không có giới hạn và nó vượt qua những cái giới hạn mà người ta nghĩ rằng đến mức đó, nhưng mà nó vượt qua. Cái chữ lam đó thì cái phần này đó, tôi thấy nó có hai phần, là một là nó dương lên, nó nghi ngút, và cái thứ hai đó lam là cái vỏ. Thành ra khi mà chúng ta kết hợp lại tham lam là cái lòng tham mà để vào cái vỏ đó là không có giới hạn. Nói như thế để từ đó mà chúng ta mang vào trong cái đời sống hàng ngày, là khi một con người có tham và có lam trong cuộc sống là gì, có bản thân. Nếu mà không có thân thì cũng không có tham lam. Nhưng mà thưa quý vị, có người tham nhiều, tham ít, hoặc là cái tham người ta đi theo cái tham bằng cái con đường thiện và tham bằng con đường ác. Tham bằng con đường thiện có nghĩa rằng thí dụ như chúng tôi ngồi ở đây, quý vị biết là chúng tôi cũng mong muốn được giải thoát. Như mục sư thì mong muốn được về cõi thiên đàng, là hòa thượng thì cũng Phật giáo thì cũng mong muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì đó cũng là một cái hình thức mà chúng ta gọi là chữ mong cầu, nhưng mà nhiều người cũng cho là tham, nhưng mà tham theo cái chiều hướng thiện. Nhưng mà cuộc chiến tranh đang xảy ra, và đồng thời ở ngoài cộng đồng tội phạm nó tăng lên rất là nhiều, cái đó cũng là một cái hình thức tham. Để cho đưa vào những cái gì cho mình, người ta đi cướp, không có thương được những người khác, và mang những cái gì không phải của mình mà đem về mình cũng của mình, tức tham. Trong cái tinh thần đó thì cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rất là rõ, trong cái tham sân si, mà trong cái tam độc là cái tham là nó đứng đầu nhất. Dạ. Thì nhân chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những cái ý nghĩa của chữ tham, thì sau đây xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn mục sư Địa Hộ, cảm ơn cư sĩ Minh Dũng. Kính thưa quý vị và quý vị, khi nói đến tham thì trong thuật ngữ của Phật giáo nó đi liền cả hai cái khác nữa là tham, sân và si. Tham, sân và si là ba cái trạng thái nội tâm của tất cả mọi người không phân biệt. Chúng ta hãy nói là không phân biệt, dầu cái người đó được gọi là cao khiết bao nhiêu hay là thấp hèn bao nhiêu. Nó là con người thôi, chứ mình không nói vấn đề là thánh hay Phật gì hết, mà là con người sinh ra bình thường, nếu gọi là tai phàm mắt thịt thì họ là ở dưới chúng ta đều có ba cái trạng thái tâm, là tham, sân và si, gọi là ba cái phiền não cái chính. Và từ cái tham sân si nó lại ra nhiều cái khác nữa, ví dụ như kêu kiết bổn xỉn, gọi là ca tụng mình, đì người xuống này kia, vân vân vân, tà kiến ngã mạn, ích kỷ, vân vân. Thì nhưng mà cái tham á, thì cái trạng thái tham là trạng thái ôm vào, tức là cái nhu cầu của mình, nhu cầu đã không biết đúng, không cần biết đúng hay sai, chúng ta cứ ôm vào, có được bao nhiêu tốn bao nhiêu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài tình danh lợi, vân vân, sắc. Do vậy cái tham đó nó phải được nó là đi hệ tham mà không vừa ý, không hài lòng thì nổi nóng giận lên. Rồi khi mà trạng thái tham không phù hợp, rồi đã chớ rồi còn là tức giận, khi mà mình không đạt được cái mục đích của mình thì mình nóng giận lên, hét la chửi bới, đánh đập, và thậm chí gây hấn, thậm chí giết người, cướp của, vân vân. Mà nếu thế giới gọi là đến chiến tranh chém giết lẫn nhau. Cho nên cái trở lại là cái tham nó là một trạng thái tự nhiên khi con người sinh ra ở đây, là đi liền với con người có mặt đấy, là tham cùng có mặt.
con người với cái tham, con người với cái sân, con người với cái si, con người với tất cả những cái phiền não mà vốn dĩ bất toàn đó, là đó đó đó, tôi là vậy đó, anh là vậy đó, chị là vậy đó, là một là vậy đó, thì cái tham đó là một trong những cái trạng thái tâm của một người. Dạ, cảm ơn hai vị đã cho chúng ta những ý kiến rất là tốt. Tôi xin góp thêm một vài cái ý. Thật ra thì khi mình nói đến cái tham đó, như người ta nói rằng ai cũng tham hết á, nhưng mà tham là tham cái gì thôi. Và tôi suy nghĩ câu đó, tôi nghĩ tới nghĩ lui có đúng không? Tôi suy nghĩ mình thường tránh cái chữ tham, nhưng mà cái câu đó, một cái câu danh ngôn nó như thế, con người ai cũng tham nhưng mà tham cái gì thôi. Và tôi bắt đầu suy nghĩ và tôi quay trở lại với cái tinh thần của Kinh Thánh để xem thử. Thì tôi thấy cái điều này, thật sự ra cái ước vọng, cái ước ao, những cái ham muốn bình thường đó, nó không phải là tham. Khi các nhà tâm lý người ta cũng đã chia ra rất là rõ cái nhu cầu của con người đó. Con người của chúng ta có những cái nhu cầu tự nhiên và cần thiết. Mà khi người ta, chẳng hạn như bây giờ mình khát nước đi, mình không có. Mình đương bị ở trong một cái nơi, hay là mình bị thương, hay là mình gặp một cái gì đó, không có thức ăn và mình không có nước uống ở trong sa mạc. Và mình rất là khao khát để có nước uống đó. Và có thể thậm chí quý vị thấy là vì cái bản năng sinh tồn đôi khi người ta phải giống như đấu tranh cho được đấy. Thì cái đó nó không phải là tham, mà cái đó nó là cái nhu cầu tự nhiên mà thân thể mình cần tới. Nhưng mà nếu mà có nước uống rồi mà mình đòi uống cái nước gì thiệt là sang đấy, mình uống cho nghĩa là mình đòi cái gì nó quá gọi là không tự nhiên mà không cần thiết. Người ta chia ra là nhu cầu tự nhiên và cần thiết, rồi có những cái nhu cầu cần thiết mà không tự nhiên. Cần thiết có nghĩa là gọi là tự nhiên mà không cần thiết. Tự nhiên mà không cần thiết có nghĩa là ai cũng muốn mặc cho đẹp, ai cũng muốn ở nhà cho thật lớn, ai cũng muốn đi xe cho đắt tiền, mang ví hiệu vân vân. Đó là cái tự nhiên thôi, nhưng mà nó cần không? Đấy, cho nên khi nói đến lòng tham là gì? Lòng tham á, có nghĩa là mình muốn chiếm đoạt những cái điều mà nó bất hợp pháp. Đó là thứ nhất là tham. Tức là nó không phải của mình. Ở trong Thánh Kinh có nói đến cái vấn đề này. Tí nữa mình sẽ bàn thêm về cái vấn đề các tôn giáo. Thế thì ở cái chỗ này đó là khi những cái đó nó không hợp pháp mà mình chiếm đó, đó là tham rồi đấy. Là một cái. Có nghĩa là giàu cho mình đói đi nữa. Giàu cho mình đói, mình nghèo đi nữa. Mà mình cái đó không phải của người, của mình mà mình lấy. Đó là mình tham. Rồi, có những cái ước muốn nó quá mức, có nghĩa là nó xa xỉ, nó mang cái tính cách họ không lấy của người khác nhưng mà tham quá, cho nên cuối cùng họ làm đầu tắt mặt tối, làm cho đến nỗi nghĩa là bất chấp hết mọi sự, làm cho đến nỗi nghĩa là ngã bệnh xuống chết, thì đó cũng vẫn là tham. Có nghĩa là tham quá đi cho đến nỗi nó sanh ra bệnh, tham quá cho đến nỗi sanh ra rất nhiều những cái vấn đề ngổn ngang phiền toái, mình va chạm với người khác. Cho nên ở chỗ này đó, còn cái ước muốn hoặc là những cái ham muốn chánh đáng thì nó không phải là tham. Nó không phải là cái đó là tham. Bởi vì con người nếu không còn sống đó, thì phải còn ước muốn. Và ngay cả những cái ước muốn thánh thiện, nhà chùa thì cũng ước muốn sao cho chùa thiệt lớn. Rồi có đông giáo hữu tới, đúng không? Rồi bên nhà thờ chúng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi cũng muốn phải có nhiều người theo đạo, đúng không? Chúng tôi giảng, chúng tôi muốn nhiều người nghe. Cái đó không phải là tham, mà cái đó là những cái ước muốn thánh thiện. Và chúng ta cũng phải làm hợp pháp nữa, ngay trong lĩnh vực đó. Giả như bây giờ nhà thờ này đấu tranh với nhà thờ khác, giành giật người khác, đó là tham đấy. Hay là chùa này tranh với chùa kia, đó là tham đấy. Còn nếu chúng ta làm một cách rất là đúng đắn thì đó là những điều mà tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng. Cho nên cần phải làm rõ cái chỗ này để cho có nhiều người cứ nghĩ tới nghĩ lui thì cũng nghĩ rồi mình ai là không có tham nha. Và đôi khi chúng ta nghĩ đó là tham, nhưng mà thật sự đó gọi là những cái đam mê, những cái ước muốn tốt lành. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau các tôn giáo dạy cái gì, nói cái gì về lòng tham, mình đánh giá như thế nào và nên không nên, hoặc là có những cái điều gì mà mỗi tôn giáo có cái nhìn về cái sự tham lam, thì xin các ngài cũng bày tỏ. Kính thưa quý vị, trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Bình Giáo Chủ dạy rằng cái chữ tham gọi là, ngài nói là tham tiền tài thì mắc nạn eo, và tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Trong cái chuyện tham thì Đức Bình Giáo Chủ dạy thêm một phần nữa là tại vì trong phần đó nó có cái phần ích kỷ trống. Mình ích kỷ nên mình tham. Cái phần thứ hai nữa, trong cái hai cái chữ nhân của ở trong Khổng Tử và đồng thời
ở trong cái chữ nhân bên Đức Bình Điểu Chủ cũng dạy đó. Thì khi mà mình nhân mình không có thương người đủ thì mình chính ở cái chỗ là người đó không phải người ơn của mình. Mình nghĩ rằng người đó là một cái người mình có mình thấy người ta có tiền nhiều, hoặc là mình thấy người ta có những cái gì mà mình không đầy đủ hơn, hoặc là mình thu hút lại cho chính mình. Nên Ngài dạy thêm là hãy bố thí để dẹp lòng ích kỷ. Dạ. Nếu mà cái tinh thần bố thí mình trong để phát cái bồ đề tâm á, thì mình thương những người xung quanh, thì như vậy đó thì cái lòng tham của mình nó bớt rất là nhiều. Tại vì mình cho ra nhiều hơn mình nhận. Chúng tôi có đi vô những cái nơi mà cho những người tù đó, thì đa phần những người đó đều nói là một câu đó là tại vì nó muốn quá sức đi. Dạ. Nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn cái đó, những quá giới hạn. Thành ra khi mà nó muốn quá vậy rồi đó thì cái gì để giữ nó lại được? Không có. Thành ra cái ý ác nó bắt đầu nó hiện diện ở trong cái tâm hồn của mỗi con người. Thành ra từ chỗ đó, thành ra ở trong tôn giáo dạy rất là nhiều về con người thật người phải thương người. Và cái tình thương nó sẽ giúp cho mình bớt trong cái vấn đề tham mà để làm hại người khác. Thành ra cái nhân tính, cái lòng nhân đạo nó sẽ giúp cho cái lòng tham mình bớt hơn. Và đồng thời một điểm nữa mà chúng tôi thấy là để bớt lòng tham đó là để sao? Đồng cảm. Có cái sự đồng cảm đối với những người khác, đồng cảm về những cái đau khổ, đồng cảm những cái vấn đề mà người khác cũng bị vậy, mình cũng bị vậy. Thành ra mình chia sẻ trong những cái cuộc sống thì nó sẽ giúp mình bớt trong cái tham. Dạ. Cảm ơn cư sĩ. Xin kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn Mục Sư. Cảm ơn. Kính thưa quý ngài và quý vị, đúng rồi, mà Mục Sư có nói về tham, ở đây muốn nói là giống như là tham điều tốt, điều thiện, điều phải. Cái tham của mình không hại ai, mà chẳng không hại ai mà là tốt mình, là tốt cho người nữa. Thì cái đó là một lĩnh vực cũng tham, vì giống như cái lực vậy, cái lực nó vươn tới, nó muốn thành tựu cái này, muốn đạt cái kia, mà tất cả cái muốn thành tựu để trở nên cái này cái kia đều là chỗ hướng về xả kỹ, thì bỏ cái tính toán của cái ta của mình mà sẵn sàng hy sinh cho tha nhân, cho hạnh phúc, cho nhiều người. Do vậy trường hợp đó cũng là một khía cạnh của tham. Trong Phật pháp gọi là pháp dục, tức là cái sự đam mê ham muốn cho những giá trị tốt đẹp, lợi mình, lợi người và lợi cả hai, và đặc biệt hướng về cái sự bỏ sau lưng, bỏ lại sau lưng những cái điều thấp thỏi, thấp hèn của mình, mong muốn những chuyện mà thấp hèn, thấp thỏi. Còn bình phàm á, bình phàm gọi là tham dục, tức là mắt thấy sắc là muốn chiếm hữu cái sắc đó, nó thuộc về mình. Mình làm sao để mình đạt được cái sắc đó? Âm thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc và vân vân. Chúng ta giống như mắt thấy sắc thì tìm cầu cái sắc, lỗ tai nghe âm thanh hay thì tìm cầu âm thanh, mũi ngửi mùi thơm tìm cầu cái mùi thơm, thân xúc chạm êm dịu tìm cầu cái xúc chạm êm dịu, vân vân vân. Thì cái đó mà nó càng đi xa cái con đường đó thì là càng con đường bất tận, nó giống như freeway ở Mỹ vậy đó, nó chạy bất tận, chạy hư xe thôi đó. Do vậy cái gọi là tham dục á, là tại vì sao nó xấu? Tại vì nó phiền hà mình, phiền hà người khác, khổ mình mà khổ người khác, mà khổ cả hai. Cho nên cái đó trong tôn giáo họ không khích lệ cái đó, nhưng mà khích lệ những cái ham muốn, nó trở thành cái nguyện lực, trở thành cái nguyện, tôi phải làm chuyện này. Trong nhà Phật gọi là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh á, tức là cầu cái đạo giác ngộ và có khả năng để phục vụ cho chúng sinh. Do vậy có hai cái loại tham, tham dục với lại pháp dục. Pháp dục tức là đi tìm cầu những cái giá trị, mà trong kinh nó là cái người thiện trí á, cái người trí thức á, thì luôn luôn bỏ đi tìm cái hạnh phúc lớn, bỏ sau lưng cái hạnh phúc nhỏ, tức hạnh phúc nhỏ nhen chứa đựng cái ta, cái ngã, cái nhỏ nhỏ mọn cái ta của mình á. Dạ. Trong Thánh Kinh thì nói đến cái vấn đề tiền bạc, lòng tham,
thật ra tiền bạc và của cải đó nó không phải là tội, nhưng mà cái lòng tham tiền đó mới là tội. Và sự tham lam được đề cập ở trong 10 điều răn của Chúa. Trong 10 điều răn đó thì điều cuối cùng đó là không được tham nhà cửa và cũng không được tham vợ của người lân cận. Đấy là một cái điều luật mà Chúa đưa ra để mà cấm con người không làm. Và bởi vì sao, tại sao như vậy? Bởi vì chính cái sự tham lam đó nó dẫn tới cái đau khổ cho con người. Rất là nhiều người nghĩ rằng khi mình tham á, có nghĩa là mình có thể đạt được những điều đó. Bởi vì nếu không có cái động lực, không có cái lòng tham thì không kích thích họ, họ không làm. Họ không thể có cái gọi là cái chí hướng, và cũng không có một cái điều mà phấn khích họ. Nhưng mà thật sự ra đó, cái lòng tham đó là một cái động lực sai lầm, động lực từ cái ích kỷ, như là bên cư sĩ đã trình bày đó, cái từ cái ích kỷ, từ cái tánh kiêu căng của con người thôi. Còn nếu mà chúng ta sống một cuộc sống khiêm hạ, chúng ta biết đủ đó, giống như hồi nãy tôi nêu lên là nhu cầu đó tự nhiên mà nó cần thiết. Nếu nó là tự nhiên và nếu là cần thiết mà thì là tốt, nhưng mà bây giờ có rất nhiều chuyện người ta gọi là không cần thiết mà tự nhiên, rồi có trường hợp nữa là không tự nhiên luôn, cũng không cần thiết luôn, người ta ưa những cái chuyện ngược đời, thấy không? Và chính vì cái lòng tham đó, bây giờ có nhiều người họ làm, quý vị thấy trên mạng người ta làm những cái chuyện kỳ quặc lắm, nó không có không giống ai hết, nhưng mà đó cũng là phát xuất từ cái lòng tham, tham danh tiếng nè, tham của cải nè, rồi tham những cái điều mà có thể nói rằng là nhiều điều người đến nỗi mãi mê đi làm kiếm tiền cho đến nỗi mà ngã lăn ra chết đấy. Và trong cái câu chuyện của Leon Tolstoy thì ông ta ghi là có một người đó, vị thần cho rằng nếu mà anh hãy chạy đi, anh mà chạy đi mà cái vòng đai mà anh chạy đó được trong một ngày thôi, từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, thế thì nếu mà anh gọi là cái chân của anh mà đạp lên cái vùng đất nào, cái vòng đất là thuộc về anh. Và người này đã chạy từ sáng sớm và chạy cuối cùng cố gắng, và khi mà anh ta trở về lại cái điểm chính đó thì anh ta ngã xuống, anh chết luôn, tại vì anh không còn đủ sức nữa. Và cái câu chuyện đó để nói lên rằng cái lòng tham nó sẽ giết chết con người, chứ không phải nó làm cho người thỏa mãn. Cho nên á, chúng ta phải biết đủ mà thôi. Cho nên Thánh Kinh nói rằng cái lòng tham tiền bạc là cội rễ hay là cái nguyên nhân dẫn tới tất cả mọi điều ác. Vì vậy đó, cho nên không nên tham lam, và đó là có tội. Bởi vì mình tham là mình đã làm việc sai, sai với chính bản thân mình và sai đối với những người xung quanh. Bản thân mình là mình không biết mình cái mức độ nào. Giống như bây giờ cái mức độ của tôi chỉ có uống được một ly nước thôi, mà một mình tôi phải uống vô tới 10 ly thì tức là tôi đã làm hại thân thể tôi. Chứ không phải là tôi có thể ăn chỉ có một bát cơm thôi, mà tôi lại ăn tới 10 bát thì tôi làm hại tôi trước nhất, chứ không phải là làm hại người khác, lấy của người khác đâu. Như vậy thì cái lòng tham nó rất nguy hiểm. Mà bây giờ mình thấy rất nhiều cái cảnh trong gia đình, nhất là khi mà không có tiền bạc thì thôi, khi mà có tiền bạc để rồi của cải rồi gia tài, rồi trong cuộc sống tranh giành với nhau, mình thấy tội nghiệp, nhiều nghề với nhau, nói xấu nhau, tranh giành. Và đôi khi mình thấy, xin lỗi, thậm chí trong tôn giáo cũng là do cái lòng tham, cho nên cái nhà thờ này mới tranh với nhà thờ kia, phải không? Rồi cái chùa này mới lại tranh với chùa khác. Còn nếu mà chúng ta không có tham thì chúng ta sẽ tương trợ nhau, chúng ta sẽ làm việc nó trong nhịp nhàng và trong chúng ta bổ túc giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên từ cái chỗ đó mình thấy cái lòng tham là một điều không nên. Và tất cả chúng ta ở trong cuộc sống, chúng ta đều biết rằng tất cả chúng ta cũng không hai tay này mình ôm, mình không thể ôm hết cả cái trần gian này, thế giới này. Chúng ta có quyền buông bỏ, không bao giờ chúng ta có thể ôm nổi, dù chúng ta có muốn ôm chúng ta cũng không thể ôm được. Cho nên ở trong cuộc sống thì quả hẳn thì tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng là chúng tôi những người làm công tác tôn giáo, không phải là vì làm công tác tôn giáo thì chúng tôi nói điều này, nhưng mà đây là cái từng trải chúng tôi thật sự thấy rằng một cuộc sống mà không tham lam là một cuộc sống rất là hạnh phúc. Còn cái lòng tham nó giàu cho người ta có tiền có bạc nhiều, người ta cũng không bao giờ có hạnh phúc.